chấn động. Thầy tử Di báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc tháng 10 âm lịch 2024, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 gặp thời phất mạnh, tiền vàng ùn ùn kéo về, cực giàu cực sướng. Thứ nhất con cái thuận hòa, thứ nhì có một ngôi nhà ấm êm, thứ ba sức khỏe vững bền, thứ tư không nợ, ngày đêm yên bình, đời có lúc nhục lúc vinh. Miễn sao mình thấy lòng mình thảnh thơi, mỗi người chỉ một cuộc đời, bằng lòng với những gì trời cho ta hạnh phúc là ở mỗi nhà, tích nhiều công đức là ta đã giàu. Dân thưa quý vị, sống ở đời ai cũng hiểu sao giá trị của tiền tài là quan trọng, nó chi phối hầu hết những tất cả mọi mặt của cuộc sống, giữa người với người cũng là anh chị em ruột đó thôi. Nhưng người thì nghèo rớt mồng tơi, kẻ thì giàu sang, của cải không biết cất đâu cho hết, là con cái do cha mẹ sinh ra, nuôi nấng lên người đó. Nhưng vì miếng đất, căn nhà mà nhiều người cũng sẵn sàng chửi mắng, đánh đập, thậm chí là đuổi cha mẹ mình ra đường, hòng chiếm hoặc lấy tài sản. Nói đến đây thì chợt xác nhận ra lời tiên tri chính xác, gây chấn động giới tử vi học về cuộc đời của người tuổi Mậu Tuất 1958 tháng 10 âm lịch với nhiều thông tin hết sức bất ngờ, nhưng có ảnh hưởng rất lớn tới số mệnh của người tuổi này. Nếu biết trước thì chắc chắn sẽ giàu sang, sung sướng, công danh thành toại, tiền về ngập két, cả đời an nhàn hưởng phúc trời ban. Nhưng nếu như lỡ duyên nhà trời thì cuộc sống sẽ lắm gian truân vất vả, về già cũng khó có được yên thân, mất mát tứ bề nhiều phía. Vậy lời tiên tri chính xác đó là gì? Cuộc đời người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 10 âm lịch này cụ thể sẽ ra sao? Trong video ngày hôm nay, quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay nhé. Tiên tri chấn động, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 gặp thời phất mạnh, tiền vàng ùn ùn kéo về, giàu có nhất dùng tháng 10 âm lịch. Thưa quý anh chị, bước vào tháng 10 âm lịch năm 2024, với sự xuất hiện của thiên can Ất và địa chi Hợi, mang đến một bức tranh rõ nét về vận mệnh của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Sự kết hợp giữa Ất, Mộc và Hợi, Thủy không chỉ ảnh hưởng đến tài lộc, sự nghiệp mà còn tác động sâu sắc đến sức khỏe và tình cảm của bản mệnh. Hãy cùng khám phá những điểm nổi bật trong tháng này. Thiên can Ất thuộc hành Mộc, tượng trưng cho sự sinh trưởng, phát triển và sự sống. Với người tuổi Mậu Tuất, thiên can Ất mang đến những tín hiệu tích cực trong sự nghiệp. Tháng này, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng, sẵn sàng đối mặt với những thách thức mới. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn khởi động những dự án mà bạn đã ấp ủ từ lâu. Sự khéo léo và tư duy sáng tạo sẽ giúp bạn thu hút sự chú ý của cấp trên, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, thiên can Ất cũng có thể mang lại áp lực trong công việc. Bạn cần phải tập trung và cố gắng nhiều hơn để vượt qua những thách thức đang chờ đón. Sự kiên trì và nỗ lực không ngừng sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Hãy nhớ rằng, sự phát triển không bao giờ đến từ những con đường dễ dàng. Địa chi Hợi thuộc hành Thủy, mang đến sự êm đềm và thuận lợi. Thủy hỗ trợ cho Mộc, nên tháng 10 này sẽ là thời gian thuận lợi để bạn khai thác tiềm năng của bản thân. Những người tuổi Mậu Tuất sẽ thấy sự nghiệp có những bước tiến rõ rệt, cơ hội thăng tiến và tăng lương là điều hoàn toàn khả thi. Bạn có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh, đặc biệt là từ đồng nghiệp và bạn bè. Hãy tận dụng những mối quan hệ này để mở rộng mạng lưới xã hội và tìm kiếm cơ hội mới. Về mặt tài chính, Hợi Thủy mang đến nhiều điều tốt lành. Bạn có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ từ những nguồn không ngờ tới. Tuy nhiên, cần phải cẩn thận với những quyết định đầu tư lớn. Đừng để sự cám dỗ làm bạn mất phương hướng. Hãy lên kế hoạch cụ thể và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Xét về ngũ hành, sự tương sinh giữa Mộc và Thủy sẽ giúp người tuổi Mậu Tuất cảm thấy thoải mái hơn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Năng lượng tích cực sẽ thúc đẩy bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được mục tiêu. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Mộc và Thủy cũng khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong công việc. Hãy mạnh dạn thể hiện bản thân và đưa ra những ý tưởng mới mẻ. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý đến sự tương khắc với hành quả. Nếu có sự xuất hiện của các yếu tố quả trong tháng này, bạn có thể gặp phải một số rắc rối trong công việc. Quả có thể làm giảm đi năng lượng của Mộc, gây ra những cản trở không mong muốn. Hãy cẩn thận trong các quyết định và giao tiếp, đặc biệt là với những người có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến bạn. Về sức khỏe, tháng 10 sẽ là thời điểm để bạn chú ý đến việc chăm sóc bản thân. Hợi, Thủy mang lại sự thư thái, nhưng nếu không chú ý đến chế độ ăn uống và sinh hoạt, bạn có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe nhỏ. Hãy thường xuyên tập thể dục và duy trì lối sống lành mạnh.
trong chuyện tình cảm. Tháng này có thể có nhiều điều bất ngờ. Nếu bạn đang độc thân, Hợi, Thủy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bạn gặp gỡ những người mới. Sự ấm áp và thân thiện sẽ giúp bạn thu hút được sự chú ý từ người khác. Đối với những người đã có gia đình, hãy dành thời gian chăm sóc và hiểu nhau nhiều hơn. Đây là lúc để hâm nóng tình cảm và xây dựng mối quan hệ vững bền. Tháng 10 âm lịch năm 2024, với sự hiện diện của Thiên Can Ất và Địa Chi Hợi, mang đến cho người tuổi Mậu Tuất nhiều cơ hội và thách thức. Hãy tự tin bước vào tháng mới, tận dụng mọi cơ hội và vượt qua mọi khó khăn. Bằng sự kiên trì, nỗ lực và trí tuệ, bạn hoàn toàn có thể gặt hái được những thành công mà mình mong muốn. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024. Bước vào tháng 10 âm lịch, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ phải đối mặt với một giai đoạn đầy biến động. Tuy bề ngoài, mọi người có thể nhận thấy bạn có phần khác biệt và thậm chí cho rằng bạn đang gặp khó khăn, nhưng thực tế không phải vậy. Bạn đang chìm đắm trong công việc, bỏ qua nhiều khía cạnh trong cuộc sống thường nhật và vì thế, đôi khi bị hiểu lầm. Sự tập trung cao độ vào công việc đã khiến bạn bỏ qua việc chăm sóc bản thân, làm nhiều người cho rằng bạn đang trong giai đoạn không tốt. Tháng này, ngũ hành xung khắc sẽ khiến mối quan hệ của bạn với những người xung quanh, đặc biệt là đồng nghiệp và cấp trên có phần căng thẳng. Sự khác biệt trong quan điểm dễ gây ra mâu thuẫn. Đây là lúc bạn cần giữ vững sự kiên nhẫn và bình tĩnh. Đôi khi, không cần phải giải thích hay thuyết phục quá sớm, hãy để kết quả công việc là câu trả lời rõ ràng nhất. Lời khuyên cho bạn là hãy tự tin với những việc nằm trong khả năng của mình, kiên trì xử lý mọi vấn đề và tránh chia sẻ ý tưởng quá sớm để tránh bị người khác ngăn cản hay hiểu lầm. Mộ nhập mệnh trong tháng này khiến bạn có xu hướng trở nên sâu sắc và chi tiết hơn trong từng quyết định. Dù có vẻ bên ngoài mọi thứ đang bị trì hoãn, thực ra bạn đang cần thêm thời gian để thu thập thông tin và đánh giá kỹ lưỡng mọi khía cạnh. Đây chính là một biểu hiện của sự thông minh và cẩn trọng, giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn trong tương lai. Vận trình tài lộc trong tháng này nhờ có sự hỗ trợ của Thái Dương Cát Tinh mà trở nên rực rỡ hơn. Những nỗ lực không ngừng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt, đối với những người độc thân, nhân duyên có nhiều khởi sắc, mở ra cơ hội gặp gỡ những người có ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, đối với các cặp đôi, chuyện tình cảm lại không thuận lợi như mong muốn. Khi bạn quá tập trung vào công việc, người kia sẽ dễ dàng cảm thấy bị bỏ rơi và sinh ra sự giận dỗi. Đây là lúc bạn cần cân bằng giữa công việc và tình cảm, biết khi nào cần dừng lại để vun đắp cho mối quan hệ. Bản mệnh tuổi Mậu Tuất vốn là người chăm chỉ, tiết kiệm và luôn suy nghĩ thận trọng trong việc chi tiêu. Tháng này, nếu bạn có được sự đồng hành của một người bạn đời biết quản lý tài chính, cơ hội đổi nhà, đổi xe là rất cao. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và tính toán hợp lý mà bạn đã và đang thực hiện. Tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 mở ra cho tuổi Mậu Tuất một giai đoạn bận rộn nhưng đầy tiềm năng. Nếu biết cách cân bằng giữa công việc, mối quan hệ và tài chính, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, đừng quên dành thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân, vì sức khỏe và tâm lý vững vàng chính là yếu tố quan trọng nhất để bạn vượt qua mọi khó khăn. Tử vi sự nghiệp tuổi Mậu Tuất tháng 10 năm 2024 âm lịch, tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn. Bước vào tháng 10 âm lịch, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 đón nhận những dấu hiệu tích cực trong sự nghiệp. Nhất bạch nhập cung chính nam, mang đến những cơ hội thành công vượt bậc và niềm vui lớn trong công việc. Đối với những ai đang theo đuổi sự nghiệp, công danh, đây là lúc gặt hái thành quả sau nhiều nỗ lực. Những gì bạn đạt được không chỉ là những con số hay thành tích bề nổi, mà còn là sự công nhận về năng lực, sự đóng góp và tư duy độc đáo mà bạn mang lại cho tổ chức. Trong tháng này, bạn có xu hướng sống nội tâm hơn, tìm thấy niềm vui trong việc khám phá những điều mới mẻ. Đặc biệt, bạn thích đào sâu vào các lĩnh vực nghiên cứu, học hỏi và khám phá ra những góc nhìn riêng biệt mà ít ai có thể nhận ra. Chính từ những khám phá đó, bạn đã tạo dựng cho mình những quan điểm khác biệt và phát triển khả năng tư duy sâu sắc hơn. Đây là lợi thế rất lớn, giúp bạn mở rộng tầm nhìn và tiếp cận công việc một cách sáng tạo, tinh tế. Tuy nhiên, cũng chính vì phong cách độc đáo và cách tiếp cận khác biệt của mình, bạn có thể gặp phải một số thách thức trong việc giao tiếp và hợp tác với người khác. Không phải ai cũng hiểu được cách bạn thể hiện, đôi khi bạn phải đối mặt với những ánh nhìn khó hiểu hay thậm chí là nghi ngờ, nhưng đừng để điều đó làm giảm đi sự tự tin của bạn.
Tuổi Mậu Tuất là người có khả năng và chuyên môn vượt trội. Hãy phát huy những thế mạnh đó, dám thể hiện bản thân và theo đuổi đến cùng những gì bạn tin tưởng. Lời khuyên trong tháng này là bạn cần nhanh nhẹn và quyết đoán hơn trong các quyết định quan trọng. Cơ hội không đến nhiều lần. Một khi đã nhìn thấy cơ hội, bạn cần chớp lấy và hành động ngay lập tức, không để cho sự do dự hay bất kỳ yếu tố nào làm bạn trì hoãn. Thành công sẽ không đến với những người thiếu quyết tâm, và trong tháng này, quyết tâm chính là chìa khóa để bạn đạt được mục tiêu mong muốn. Hãy mạnh mẽ, vững vàng với những lựa chọn của mình và đừng ngại vượt qua khó khăn, vì chỉ có hành động quyết đoán mới đem lại kết quả xứng đáng. Tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 chính là thời điểm bạn cần tận dụng tối đa những cơ hội đang mở ra trước mắt. Đừng lo sợ về những khác biệt trong suy nghĩ hay phong cách của mình, vì chính sự khác biệt ấy sẽ tạo nên dấu ấn đặc biệt, giúp bạn nổi bật và đạt được những thành tựu xứng đáng. Tử vi tài lộc tuổi Mậu Tuất tháng 10 năm 2024 âm lịch, tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn. Bước vào tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn, vận may tài chính của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 bắt đầu sáng sủa hơn bao giờ hết. Chính tài xuất hiện, báo hiệu một tháng tràn đầy cơ hội trong lĩnh vực tài lộc. Đây không chỉ là sự may mắn thoáng qua, mà còn là kết quả từ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong suốt thời gian qua. Vận may lần này thực sự hiếm hoi, và nếu biết nắm bắt, bạn sẽ không chỉ củng cố vị thế của mình trong công ty, mà còn đón nhận những phần thưởng xứng đáng, có thể là một khoản lương thưởng hoặc hoa hồng đáng kể. Đối với những người đã kiên trì tích lũy, đây chính là lúc nhìn lại và nhận thấy thành quả. Bạn có thể sẽ bất ngờ khi phát hiện mình đang nắm trong tay một khoản tài sản kha khá. Sự tích lũy chậm rãi nhưng chắc chắn từ nhiều năm qua đã mang lại cho bạn sự ổn định và vững vàng về mặt tài chính. Để đảm bảo rằng số tiền này được sử dụng một cách thông minh và hiệu quả, bạn có thể cân nhắc tham gia một khóa học về quản lý tài chính cá nhân. Điều này không chỉ giúp bạn biết cách sử dụng tài sản một cách khôn ngoan, mà còn mở rộng tầm nhìn về cách đầu tư và phát triển nguồn tiền trong tương lai. Tuy nhiên, bản mệnh cần cẩn trọng khi đứng trước những lời mời gọi đầu tư vào các dự án mà bạn không thực sự hiểu rõ, dù cơ hội có vẻ hấp dẫn đến đâu. Bạn cũng không nên vội vàng đưa ra quyết định nếu bản thân chưa có kiến thức hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Hãy luôn nhớ rằng, nếu mọi việc dễ dàng như cách người ta thường nói thì ai cũng đã trở nên giàu có rồi. Sự thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có. Đối với những người tuổi Mậu Tuất đã từng lên kế hoạch cho những khoản chi lớn như mua nhà, mua xe, tháng này chính là thời điểm lý tưởng để thực hiện. Bạn không chỉ đủ khả năng chi trả mà còn nhận ra rằng mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch bạn đã vạch ra từ trước. Kiên trì và theo đuổi mục tiêu dài hạn đã giúp bạn không chỉ tích lũy được tài chính, mà còn giữ cho mọi thứ trong tầm kiểm soát. Không có khoản chi nào lớn bất ngờ, không có tình huống nào ngoài dự tính, tất cả đều nằm trong sự chuẩn bị và dự phòng kỹ càng của bạn. Tử vi tài lộc tháng 10 năm 2024 thực sự là một bức tranh sáng, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp cho tuổi Mậu Tuất. Tuy nhiên, bên cạnh sự may mắn, cũng đừng quên rằng bản thân bạn mới là yếu tố quyết định đến sự thành công. Hãy tiếp tục kiên trì, thận trọng và thông minh trong việc quản lý tài chính, bởi đó chính là chìa khóa mở ra sự thịnh vượng và ổn định lâu dài. Tử vi sức khỏe tuổi Mậu Tuất tháng 10 năm 2024 âm lịch, tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn. Tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 mang đến những tín hiệu vô cùng khả quan về sức khỏe cho người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Sau những tháng ngày vất vả, lo toan, cuối cùng bạn cũng có thể cảm nhận được những thay đổi tích cực trong cơ thể và tinh thần của mình. Đối với những ai từng phải đối mặt với bệnh tật hoặc những vấn đề về sức khỏe, đây chính là khoảng thời gian mà bạn nhận thấy những chuyển biến tích cực. Đáng mừng, đây là minh chứng rõ ràng rằng bạn đã chăm sóc cơ thể đúng cách, đi theo con đường chữa lành phù hợp và đã đến lúc gặt hái kết quả. Không chỉ cải thiện về mặt thể chất, bạn còn cảm nhận được sự cân bằng trong tâm trí, cơ thể và tinh thần của bạn dần trở về trạng thái ổn định hơn. Sau một giai đoạn căng thẳng, áp lực, giờ đây bạn đã sẵn sàng để tái tạo năng lượng, tìm lại niềm vui trong những hoạt động ngoài trời. Sự vận động nhẹ nhàng không chỉ giúp bạn giải phóng năng lượng tiêu cực, mà còn mang lại cảm giác hạnh phúc, thoải mái hơn. Dưới tác động của tự nhiên và không khí trong lành, những căng thẳng và áp lực dần được xua tan, mang lại cho bạn sự nhẹ nhàng trong tâm hồn. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để tuổi Mậu Tuất bắt đầu thực hiện những thay đổi tích cực trong lối sống,
Nếu bạn đã có dự định điều chỉnh thói quen sinh hoạt, ăn uống hoặc bắt đầu một lộ trình chăm sóc sức khỏe mới, thì tháng 19 là cơ hội vàng để bạn khởi động những kế hoạch đó. Sự tự chủ trong việc duy trì lối sống lành mạnh sẽ mang lại những lợi ích lâu dài, không chỉ cho thể chất mà cả tinh thần của bạn. Nếu bạn có kế hoạch cho những chuyến đi xa như leo núi hay đi biển, hãy thực hiện ngay trong tháng này. Những chuyến đi không chỉ giúp bạn thay đổi không khí, mà còn là dịp tuyệt vời để cơ thể tiếp nhận nguồn năng lượng mới, tươi mát hơn. Mỗi bước đi trên con đường thiên nhiên, mỗi làn gió biển thổi qua sẽ giúp bạn thanh lọc tâm hồn, làm mới tinh thần và củng cố sức khỏe thể chất. Đó là liều thuốc tự nhiên, giúp bạn hồi phục một cách trọn vẹn, từ bên trong lẫn bên ngoài. Tử vi tháng 10 năm 2024 cũng khuyến khích bạn duy trì những thói quen tốt cho sức khỏe, như việc luyện tập thể dục đều đặn, ăn uống điều độ và giữ gìn tinh thần lạc quan. Đôi khi, sự ổn định không phải chỉ đến từ những liệu pháp y tế hay thuốc thang, mà còn từ việc bạn biết cách chăm sóc bản thân, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Hãy tận dụng thời gian này để yêu thương chính mình hơn, bởi khi sức khỏe được cải thiện, mọi khía cạnh khác của cuộc sống cũng sẽ trở nên thuận lợi và tươi sáng hơn rất nhiều. Tháng Ất Hợi này, hãy mở rộng trái tim để đón nhận những thay đổi tích cực. Đừng ngần ngại thử thách bản thân với những hoạt động mới. Bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào lan tỏa trong từng bước chân. Tuổi Mậu Tuất với sức mạnh tinh thần và ý chí bền bỉ, bạn hoàn toàn có thể chinh phục mọi khó khăn và sống trọn vẹn với những gì mình yêu thương. Tử vi tình duyên tuổi Mậu Tuất tháng 10 năm 2024 âm lịch, tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn. Bước vào tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tình duyên của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 bừng sáng nhờ sự xuất hiện của Thiên Diêu, ngôi sao chủ về đào hoa. Đối với những người đang độc thân, tháng này hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và niềm vui trong chuyện tình cảm. Có lẽ bạn sẽ được gặp gỡ những đối tượng thú vị, đầy hấp dẫn. Sự xuất hiện của họ có thể làm bạn cảm thấy choáng ngợp, đặc biệt là khi đối phương thể hiện tình cảm một cách nhiệt tình và khéo léo, khiến bạn không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, vẻ quyến rũ và khả năng tán tỉnh của người ấy đôi khi lại khiến bạn cảm thấy không yên tâm, thậm chí hoài nghi về sự chân thành. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu, bởi trong thế giới tình cảm, cảm giác an toàn là điều mà ai cũng tìm kiếm. Đừng vội vàng đưa ra quyết định hay kết luận, hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, để thời gian giúp bạn hiểu rõ hơn về đối phương. Mối quan hệ nào cũng cần thời gian để phát triển và sự tin tưởng, chỉ đến khi cả hai có đủ cơ hội để tìm hiểu nhau sâu sắc hơn. Đối với những cặp đôi tuổi Mậu Tuất, tháng này cũng không tránh khỏi một số thử thách. Những cảm xúc ghen tuông hoặc những bất đồng nhỏ có thể nảy sinh giữa hai người, đặc biệt là khi có sự can thiệp từ yếu tố bên ngoài, như sự khác biệt về văn hóa gia đình hay những mâu thuẫn giữa cha mẹ hai bên. Đây là những vấn đề không thể tránh khỏi trong mối quan hệ lâu dài. Nhưng quan trọng là cách hai bạn cùng nhau đối mặt và giải quyết. Sự thấu hiểu và sẻ chia chính là chìa khóa để giữ gìn hạnh phúc và giúp mối quan hệ trở nên vững chắc hơn sau những thử thách. Đối diện với những khó khăn, cả hai nên cố gắng giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc. Tính bốc đồng hoặc những phản ứng quá khích sẽ chỉ khiến mâu thuẫn trở nên trầm trọng hơn. Thay vào đó, hãy dành thời gian trò chuyện, lắng nghe và tìm kiếm giải pháp hợp lý cho mọi vấn đề. Khi cả hai biết cách lắng nghe và thấu hiểu nhau, những rào cản sẽ dần được gỡ bỏ và mối quan hệ sẽ trở lại trạng thái ổn định, bền chặt hơn bao giờ hết. Nhìn chung, tháng Ất Hợi mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho tuổi Mậu Tuất, từ những rung động mới mẻ của người độc thân đến những thử thách cần vượt qua của các cặp đôi. Dù trong tình huống nào, hãy nhớ rằng tình yêu đòi hỏi sự kiên nhẫn và niềm tin, và rằng mọi khó khăn chỉ là phép thử để tình cảm trở nên sâu sắc và ý nghĩa hơn. Tiếp theo chương trình, chúng tôi sẽ phân tích tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch. Tử vi tuần 1 tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Bước vào tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch, người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ cảm nhận được sự tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Các cát tinh chiếu mệnh mang lại những tín hiệu tích cực cho sự nghiệp. Đây là thời điểm bạn có thể khẳng định bản thân, thể hiện những tài năng và khả năng lãnh đạo của mình. Sự chăm chỉ và cống hiến sẽ được ghi nhận, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên, trong tuần này, bạn cũng cần phải chú ý đến mối quan hệ với đồng nghiệp. Có thể có một số hiểu lầm hoặc bất đồng nhỏ xảy ra, hãy kiên nhẫn và khéo léo trong giao tiếp. Điều này sẽ giúp bạn giữ được không khí hòa hợp tại nơi làm việc. Hãy nhớ rằng,
Sự đồng thuận và đoàn kết trong tập thể là chìa khóa để tiến xa hơn. Tình cảm cũng sẽ có những chuyển biến tích cực. Nếu bạn đang độc thân, có thể sẽ có những cuộc gặp gỡ thú vị, hứa hẹn mở ra những cơ hội mới trong tình yêu. Ngược lại, nếu bạn đã có người thương, hãy dành thời gian cho nhau, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào. Hãy lắng nghe cảm xúc của đối phương và đừng ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình. Quý nhân, Dần, Ngọ. Tiểu nhân, Mão, Ý. Màu sắc may mắn, xanh dương, vàng. Con số phát tài, 12, 34, 78. Tử vi tuần 2 tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Tuần thứ 2 của tháng 10, tử vi cho thấy có thể xuất hiện một số thử thách nhỏ trong công việc. Mặc dù bạn đã có những thành công ban đầu, nhưng có thể sẽ phải đối mặt với áp lực và yêu cầu cao hơn từ cấp trên. Hãy bình tĩnh, tự tin vào khả năng của bản thân và sẵn sàng thích nghi với những thay đổi. Đôi khi, sự linh hoạt và sáng tạo sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất cho các vấn đề đang tồn tại. Về tài chính, hãy cẩn thận trong việc chi tiêu. Mặc dù thu nhập có khả năng tăng lên, nhưng hãy lập kế hoạch rõ ràng cho các khoản đầu tư lớn. Nên tránh các quyết định bốc đồng liên quan đến tài chính, bởi vì việc chi tiêu hoang phí có thể dẫn đến những rắc rối không đáng có trong tương lai. Trong chuyện tình cảm, sự hòa hợp giữa hai bạn sẽ được củng cố. Tuy nhiên, đừng quên rằng sự giao tiếp là rất quan trọng. Hãy dành thời gian để lắng nghe nhau và giải quyết những khúc mắc còn tồn đọng. Nếu có bất kỳ vấn đề nào cần giải quyết, hãy thẳng thắn và chân thành trong cuộc trò chuyện. Quý nhân, Ý, Thân. Tiểu nhân, Hợi, Mão. Màu sắc may mắn, đỏ, cam. Con số phát tài, 33, 22, 66. Tử vi tuần 3 tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Trong tuần thứ 3, tình hình công việc sẽ trở nên khả quan hơn. Bạn sẽ có cơ hội để phát huy khả năng lãnh đạo và kỹ năng làm việc nhóm. Sự đồng lòng và hỗ trợ từ đồng nghiệp sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Hãy tự tin nắm bắt cơ hội này để chứng minh năng lực của mình. Đừng ngần ngại đưa ra ý tưởng mới, vì có thể nó sẽ được cấp trên đánh giá cao. Tình hình tài chính có dấu hiệu khả quan. Nếu bạn đã đầu tư vào các dự án trước đó, đây có thể là thời điểm mà bạn nhận được lợi nhuận. Hãy nhớ quản lý tài chính một cách khôn ngoan, tránh xa những rủi ro không cần thiết. Về mặt tình cảm, bạn sẽ cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc hơn với người thương. Những khoảnh khắc hạnh phúc, lãng mạn sẽ tràn ngập trong không khí. Hãy cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp, giúp mối quan hệ trở nên vững chắc hơn. Đối với những người độc thân, có thể sẽ xuất hiện một người đặc biệt khiến bạn cảm thấy rung động. Quý nhân, Dần, Hợi. Tiểu nhân, Tuất, Mão. Màu sắc may mắn, trắng, xanh nhạt. Con số phát tài, 18, 77, 45. Tử vi tuần 4 tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Bước vào tuần cuối cùng của tháng 10, vận khí của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1970 có dấu hiệu chuyển mình mạnh mẽ. Những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra trong suốt tháng sẽ được đền đáp xứng đáng. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn nhìn lại hành trình đã qua, ghi nhận những thành tựu mà mình đã đạt được. Công việc sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến và bạn có thể nhận được những đề nghị hấp dẫn từ cấp trên. Hãy tự tin và không ngại thử thách bản thân trong những công việc mới. Sự nỗ lực và khả năng làm việc chăm chỉ sẽ không chỉ giúp bạn khẳng định vị trí, mà còn mở ra nhiều cánh cửa mới trong sự nghiệp. Tình hình tài chính ổn định và có thể bạn sẽ có cơ hội để mua sắm hoặc đầu tư vào những thứ bạn đã ấp ủ từ lâu. Hãy sử dụng số tiền của mình một cách khôn ngoan và cẩn trọng, tránh những quyết định vội vàng. Trong chuyện tình cảm, nếu có những hiểu lầm trước đó, đây là thời điểm lý tưởng để bạn và người thương tìm cách giải quyết và hàn gắn. Hãy dành thời gian để chia sẻ, lắng nghe nhau nhiều hơn. Nếu bạn còn độc thân, cơ hội tìm thấy tình yêu cũng rất cao trong tuần này, đặc biệt là trong các sự kiện xã hội hoặc buổi gặp gỡ bạn bè. Quý nhân, Ngọ, Dậu. Tiểu nhân, Ý, Ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, nâu. Con số phát tài, 23, 55, 99. Quý vị thân mến, tháng 10 âm lịch năm 2024 mang đến cho người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 nhiều cơ hội và thử thách. Hãy luôn giữ vững tâm lý lạc quan, tin tưởng vào bản thân và sẵn sàng chào đón những điều tốt đẹp sẽ đến.
Chúc bạn có một tháng tràn đầy thành công và hạnh phúc. Thưa quý anh chị, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Di xin mời quý anh chị hãy cùng lắng nghe lời Phật dạy về quả báo nhãn tiền và quả báo tương lai. Chưa phân biệt được thì vẫn lặn ngục trong khổ đau. Trên thế giới có rất nhiều tôn giáo khác nhau và họ cũng lý giải nhân quả theo cách riêng của mình. Đa số đều nghiêng về quan điểm có một đấng tối cao ban phước giảng hòa. Tuy nhiên, Phật giáo không tin đấng sáng thế. Theo đó, luật nhân quả báo ứng tồn tại độc lập, không theo ý chí của bất cứ ai. Nó tác động lên tất cả, từ hiện tượng trong vũ trụ bao la này cho tới con người. Muôn loài vật đều chịu sự chi phối của nhân quả, không chừa một ai. Thậm chí cả Đức Phật khi trong thân người cũng chịu tác động của nó. Một thời, Thế Tôn trú ở Savaki, tại khu vườn ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, có hai loại tội. Thế nào là hai tội? Có kết quả ngay trong hiện tại và tội có kết quả trong đời sau. Thế nào là tội có kết quả ngay trong hiện tại? Này các tỳ kheo, khi thấy nhà vua bắt được kẻ trộm, kẻ vô loại liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ bị đánh bằng roi cho đến bị chặt đầu. Thấy vậy liền suy nghĩ, do làm các nghiệp ác nên mới bị các hình phạt như vậy. Nghĩ vậy, người ấy sợ hãi tội lỗi trong hiện tại. Và này các tỳ kheo, thế nào là tội có kết quả trong đời sau? Ở đây, có người suy xét như sau: quả báo dị thục của thân khẩu ý ác. Sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục. Nghĩ vậy, người ấy sợ hãi tội lỗi trong đời sau. Do vậy, này các tỳ kheo, cần phải học tập như sau: chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả hiện tại và trong đời sau. Chúng ta phải thấy rõ sự nguy hiểm và tránh xa các tội. Bài học: theo lời Phật dạy về quả báo nhãn tiền và quả báo tương lai, có thể thấy việc ai đó ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ hoặc gieo gió gặt bão là chuyện đương nhiên. Vì nhân quả ở đời vốn rất chính xác, tiến trình từ nhân đến quả có thể báo ứng ngay trong hiện tại mà cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc xa. Quả báo nhãn tiền, đó là những quả báo ta thấy được kết quả ngay như trộm cắp, buôn lậu, tham ô, giết người sẽ bị pháp luật trừng trị ngay. Đó cũng chính là quả báo mà ta chịu ở kiếp này khi làm việc xấu xa. Quả báo tương lai, đó là những quả báo ta chưa thể thấy ngay được như ác khẩu, chửi bới người, du oan, thất tinh hay giật chồng, sẽ có thể hiện tại chưa bị trị tội nhưng tương lai khó lường. Đó là lý do nhiều người vẫn rất tự mãn rằng mình làm điều xấu mà chẳng sợ tai ương. Họ không nhìn thấy tương lai của mình đáng sợ như thế nào, nên mới có những việc làm sai trái hại người đến vậy. Thế nhưng hãy nhớ lời Đức Phật từng dạy rằng, dù lên núi cao hay xuống vực thẳm cũng không tránh được nghiệp quả. Do vậy, đừng tưởng rằng mình chưa phải chịu tội thì cứ tiếp tục làm. Hãy trở thành người hiểu biết, có tầm nhìn xa trông rộng hơn để thận trọng trong mỗi việc làm, lời nói và suy nghĩ của chính mình. Vì đâu con người xem thường quả báo tương lai. Trong từng việc chúng ta làm hàng ngày có rất nhiều việc xấu, nhưng vẫn ung dung làm vì ta chỉ tin vào những điều mắt thấy tai nghe. Trong khi đó, hầu hết những nghiệp xấu này là quả báo tương lai. Ta không thấy kết quả ngay trước mắt nên không biết sợ. Nhưng sự thật là dù bạn biết hay không, có nhìn thấy tận mắt hay không thì chúng vẫn đang âm thầm kết thành quả xấu trong tương lai. Ví dụ như khi làm ác, chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng luật nhân quả sẽ không chừa bất cứ một ai khi nhân duyên chín mùi. Đó là lý do chúng ta chỉ sợ quả báo hiện tại mà xem thường quả báo tương lai. Ta cảm thấy hiện tại mình vẫn ung dung sống với việc khẩu nghiệp đấy thôi nên cứ thản nhiên như người vô tội. Thế nên không thiếu gì những người đi gieo chuyện thị phi, lên livestream nói xấu người khác rồi tin rằng mình làm từ thiện để bù đắp, hay không ít người rảnh rỗi đi bình luận chê bai người khác. Ta có thể thất tín với bạn bè, hứa xong không làm, thề non hẹn biển rồi giả giờ quên mất. Thế nhưng ta có thể dối người nhưng không dối mình. Lương tâm luôn cắn dứt và tội báo sẽ đến trong tương lai, có thể là 5 đến 10 năm nữa, hay thậm chí là kiếp sau khi chúng kết đủ duyên, nói chúng ta không thể nào thoát khỏi. Có thể nói, việc vận hành của nhân quả rất đa dạng và phức tạp, nên không phải ai cũng tin có nhân quả. Nhưng không tin không có nghĩa là nó không tồn tại. Đó là lý do hiện nay có nhiều người vẫn than vì sao tôi giỏi mà vẫn nghèo. Đơn giản vì ta không hiểu rõ đường đi nước bước cụ thể của nhân quả đang tới đâu, không thể tính toán xem bao lâu mới được nhận quả ngọt. Sự diễn biến từ nhân đến quả còn tùy thuộc vào các duyên. Quả báo tương lai có thể không báo ứng liền tức khắc. Những người vô minh thường thì cái gì không biết thì không sợ. Vì thế, họ tiếp tục phạm sai lầm và ngó lơ hậu quả có thể xảy ra trong tương lai.
tự mình kiến tạo hạnh phúc, thành công cho mình. Sống ở đời, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù khôn hay dại, dù tốt hay xấu, ai ai cũng muốn được sống sung sướng, hạnh phúc. Quả thì ai cũng muốn được tốt đẹp, nhưng mà nhân thì chúng ta không chịu gieo. Phật dạy, dù chúng ta có lên núi cao hay trốn xuống vực thẳm cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Do chúng ta đã tin sâu về nhân quả, luôn cẩn thận và có sự oán xét trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nguyên nhân đưa đến khổ đau không phải do hoàn cảnh, không phải do người khác, mà chính tự nơi mình đã gây ra. Vì mãi chạy theo vật chất, tham đắm sắc dục, chúng ta lãng quên đi việc tu dưỡng thân, tâm mình. Chúng ta nên luôn sợ hãi với quả báo, quyết không làm điều ác, tránh xa tội lỗi. Niềm tin nhân quả, sự sợ hãi quả báo trong đời này và những đời sau sẽ góp phần tác thành nên nhân cách, đạo đức cho mỗi người. Xã hội sẽ bình an, thiện lành và phát triển ổn định hơn khi mỗi người đều có nhận thức đúng đắn về nhân quả và nghiệp báo. Ta không phải nghĩ tới điều gì quá lớn lao, xa vời, đơn giản là thực hành nhân quả từ trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như với đồ dùng của người khác. Khi chưa được sự đồng ý của họ mà ta tự lấy dùng hoặc chiếm đoạt, đều thuộc về tội trộm cướp, thậm chí đó là cây kim, sợi chỉ hay cái tâm, đều đã được ghi nợ và có lãi suất. Nên đừng xem thường dù là một việc xấu mà ta nghĩ rằng nó nhỏ xíu và không đáng. Đặc biệt, quả báo quỵt tiền người khác rất đáng sợ. Vì thế, có nợ tiền ai nhất định phải trả. Đừng để đến khi tiền bạc bao nhiêu năm tháng chắc chiêu, dành dụm đội nón ra đi mới lội ngược dòng để tìm ra những điều mình đã phạm sai lầm thì cũng đã muộn màng. Thế nhưng hãy nhớ rằng, chẳng bao giờ muộn để sửa sai, dù bạn đang ở tuổi 70, 80 đi chăng nữa, vì những gì bạn đang làm vẫn đang kết trái cho tương lai, cho muôn kiếp sau của chính mình.